hoàn thiện nha nè. Đó là phòng luôn nè, đó đẹp không? Đó là phòng, nhà đổ sàn 4. Nhầm. Hồi dán bằng keo luôn. Làm con xong thì dán keo rồi nó lột lên là sao? Gì vậy? Khô mới lột hả? Khô mới lột hả? Không có, là mình làm cái bức chơi đó, làm xong mình vệ sinh á. Dạ. Chứ nó khô, nó khô rồi chứ. Toilet nè. Măng măng với gạch. Mắc giá kèo này nè. Hả? Dán dễ vệ sinh. Đi vô làm gì nhà chơi nữa. Này mấy anh em chạy để kỹ dán ba keo nè, không kỹ đi vô ra nè, vô chưa cái con rồi nè, đi vô làm gì nè. Bê sang nước nè. Cuối cùng mà đủ bạn. Cuối cùng sẽ gạch bẫy không? Cuối cùng móc nè. Tăng Dũng. Tăng Dũng. Đi quay vòng vòng nhà đi. Cái to là gì? Đẹp. 500. Này ngang như vậy nha bạn. Có ký gì vô đây không cậu? Có rồi, có thời gian rồi nè. Nó đúng rồi. À 500 rồi. Có cái tiệm lợn nhà. Đẹp. Nhà này làm có duyên à. Có tầm 250-300 nữa. Đắp đắp thì. Hả? Hồi nãy nó 500. Thêm cái chữ L là 200-300 nữa. À. Cái nào mình tới đâu? Đó, đất đó hả? Đất thì nói là 20. Nghe. Rộng. Sao bây giờ? Còn tới cái giữa đó. Còn từ đó qua cái hàng rào bên kia. Chữ lại rồi. Nhà có hai người. Đấy. Năm. Là phòng này lấy ra anh Hồng Tấn luôn hả vậy? Nó mới làm qua nha. Yeah. Năm cái dài là này cái dài là mấy nè? 20. Mấy bữa đó đúng rồi nè, 19 mấy luôn. Cho 20 đi. Nó cái bộ cửa này không cũng gần 20 triệu rồi. Như? Ít đâu, 20 không? Cái bộ cửa này đúng không? Với ừ. 5 cái cửa sổ, 2 cái cửa phòng, lấy một cái cửa toilet với cửa sổ đất mà 30 mấy triệu, 37 triệu. Trời. Cái này nó không có sơn sơn chứ. Tại vì nó đỡ mấy không. Rồi. Nước này cho xong nó dễ sinh. Tháo ra ha. Vệ sinh sơn. Mẹ nó ăn hết rồi. Làm gì? Cửa. Cửa sắt đó kìa.
mét 8. Mmm.